Hello, chào cả nhà. Hôm nay tôi cùng một số anh em trong công ty đang đi tặng quà cho những gia đình có cái hoàn cảnh khó khăn mà đang phải nằm viện. Thì cái này là cái của ít lòng nhiều, và công ty gọi là hành trình yêu thương. Nói chung là cứ một tuần như vậy sẽ dành ra vài cái buổi tối sắp xếp. Anh em thực sự là anh em ai cũng có cái công việc riêng hết cả nhà ha, nhưng mà rồi gia đình nữa, mà không hiểu làm sao cứ càng đi lại càng muốn đi nhiều hơn. Ở nhà thì rõ ràng nó sướng hơn rồi, hạnh phúc hơn rồi, nhưng mà càng đi á, thì càng thấy được những cái, có nhiều cái mảnh đời lắm, họ rất là khó khăn và họ cần những cái đòn đi giống như thế này. Và nếu các bạn muốn đi với công ty mình thì liên hệ với công ty mình để công ty mình đi cùng thôi. Bên mình còn cái kinh phí thì bên mình tự túc hết, tất cả là tự túc, là kinh phí của công ty và anh em thôi, chứ không có xin ai và cũng không có xin một đơn vị nào hết. Ok, và bây giờ chúng ta đi vào bệnh viện nha. Một số anh em là đã tới trước rồi, đã đợi bên mình rồi, mình đang chở đồ đằng sau. Ok, xin chào và hẹn gặp lại mọi người nhé.